Rồi, chào mừng các bạn đi trở lại với Hi Tech Channel nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn á, làm sao để kiểm tra tốc độ mạng của mình á, nhà mình á, thông qua chiếc Android Box TV FPT Playbox nha. Có nhiều bạn thường hỏi là không biết cái mạng của mình có chạy nổi chiếc FPT Playbox hay không, mạng chậm hay gì đó, hay đường truyền nhà mình nghi ngờ có vấn đề. Thì các bạn chỉ cần đo tốc độ đường truyền nha. Để mình nhớ coi đo tốc độ đường truyền đâu ta. Đầu tiên là các bạn vào một ứng dụng nè, sau đó các bạn sẽ vào FPT Playbox Store nè. Tại cái giao diện FPT Playbox Store này nè, các bạn chọn vào mục Speed Test nè. Kế đến các bạn bấm nút cài đặt. Thì ra mình cũng không có cài đặt sẵn ta. Ứng dụng này khi nào cần thì mới cài thôi nha, không cần thì đừng có cài, làm chậm cái box chứ không được gì hết. Rồi, sau khi mà các bạn cài đặt xong thì các bạn có thể tiến hành test cái đường truyền này, coi nó chậm hay nó nhanh nè. Nó đang hiển thị chỉ số pin nữa. Tải về đây là cái lượng băng thông mà cái bóc nó đang lấy từ phía cái trực tiếp từ modem á, nó chậm dữ vậy ta. Nhà xài gói gần 35 m mà hang gia đo có 12 13 m, thật không thể tin nổi, không thể tin nổi luôn á chứ. Nó đang đo tới 85% mà nó không nhích lên nổi. Bình để coi bình bao nhiêu ta. Bình 2 mít. Rồi, nó đã quét xong rồi nha. Tốc độ thực tế mà cái box nó ghi nhận là 12,3 m nha. Thiệt là khác xa so với dự đoán, mình tưởng nó cũng được 20 m chứ. Đó thì cái này nó test rất là chuẩn nha các bạn, chuẩn còn hơn là nhà mạng cung cấp nữa. Tại vì ví dụ nhà mạng đưa cho các bạn cái gói 35, bây giờ mình lên speed test mình tải rồi á, nó đo được 35 m, chính xác 35 m đó, nhưng mà cái băng thông nó thực sự mở là còn nhiều á, thì chỉ cần dùng speed test mà trên FPT Playbox á, đảm bảo các bạn là gần như chính xác 100% nha. Đó. Rồi, thì bạn nào thấy cái video này là clip này hay á thì nhớ like và chia sẻ kênh giùm mình nha. Kênh của mình là Hi Tech Channel nha, bạn like giúp mình không mất gì hết, nhưng mà mình có động lực để làm video clip hướng dẫn thủ thuật cho bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.